Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Tỵ, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa, ngày Ất Tỵ tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa, kỵ tuổi, kỵ hợi, tân hợi, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Âm Đức tốt mọi việc, sao Minh Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Nhân Cách xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao Lôi Công xấu đối với xây dựng nhà cửa. Và đặc biệt đó, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức là ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Với bạn tuổi Tý đang có chủ kiến riêng của mình và biết bản thân mình muốn gì, cần gì và quan trọng hơn hết là điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cho nên bạn không dễ bị dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý á, dù bạn phải đảm nhiệm khối lượng công việc không hề nhỏ, nhưng với bạn vẫn giữ được tinh thần phấn chấn, làm xong sớm mọi việc. Chính vì thái độ cầu tín, hăng hái như thế, cho nên cơ hội cho bạn tuổi Tý để cho bạn thăng tiến ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, bạn cũng cần phải tự tin để thể hiện năng lực cá nhân của mình hơn nữa bạn tuổi Tý nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Điều này sẽ không có lợi cho chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Với những điều tưởng chừng như là nhỏ nhặt trong cuộc sống, lại có thể khiến cho hai người nảy sinh mâu thuẫn, không ai chịu nhún nhường ai, khiến cho mâu thuẫn ngày càng lớn hơn.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có chủ kiến của riêng mình, biết bản thân mình cần gì, muốn gì. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các quy định quan trọng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa giữ được tinh thần phấn chấn dù khối lượng công việc của bạn nhiều. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ không dễ bị dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc mâu thuẫn lứa đôi ngày càng lớn do không ai chịu nhún nhường ai. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 68, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng gặp được vận quý nhân trong ngày hôm nay, và quý nhân sẽ giúp cho bạn mệnh có thể sẽ gặt hái được những thu nhập khá ổn thỏa về con đường tài lộc. May mắn tới một cách bất ngờ với bạn mệnh tuổi Sửu, nhờ thế mà không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc mà vẫn chẳng lo túng thiếu nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn cũng đang có điềm báo sẽ có kẻ tiểu nhân hãm hại khiến cho vận trình của bạn bị sa sút bất ngờ. Công việc của bạn đang yên đang lành bỗng xảy ra sự cố khiến cho bạn mệnh khó bề xoay sở một cách ổn thỏa trong khoảng thời gian ngắn nữa nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho vận tình tình cảm của bạn mệnh đang trên đà thăng tiến không ngừng. Cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy đã tìm được tiếng nói chung, đôi trái tim cùng chung nhịp đập, có nhiều điều không thể sẽ biến thành có thể, hạnh phúc ngập tràn, xua tan đi những nỗi buồn, lo lắng trong công việc của bạn mệnh nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc mà cũng chẳng phải lo túng thiếu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy được quý nhân nâng đỡ khiến cho việc kiếm tiền của bạn diễn ra được thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa công việc đang yên bỗng xảy ra sự cố. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ đề phòng có kẻ tiểu nhân rình rập để tìm cách hãm hại. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc vận trình tình cảm thăng tiến không ngừng. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 68, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất có thể sẽ xảy ra những chuyện chẳng lành. Với bạn mệnh tuổi Dần đang có điềm báo họa thị phi bỏ vây với những lời đồn đoán vô căn cứ do kẻ tiểu nhân gây ra khiến cho bạn mệnh phải gánh chịu những áp lực vô hình, song với nó cũng có sức sát thương rất chi là lớn nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ cản trở làm cho uy tín của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi họa thị phi lần này gây ra. Và có lẽ với bạn tuổi Dần sẽ phải mất một khoảng thời gian dài nữa mới có thể lấy lại được niềm tin, được uy tín với mọi người. Thế nhưng, với bạn tuổi Dần cũng đừng có quá hoang mang hay là lo lắng quá nhiều, cay ngay không sợ chết đứng. Chắc chắn với những người bạn bè thân thiết sẽ hiểu bạn và bạn là người ra làm sao sẽ giúp cho bạn chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình, bạn tuổi Dần nhé.
Và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất, điều này làm cho bạn đang có điềm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn, tranh cãi giữa bạn và người ấy chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chẳng có chuyện gì nếu như hai người biết lắng nghe ý kiến của đối phương, song cả hai lại quá hiếu thắng và muốn chứng tỏ bản thân mình, cho nên đã khiến cho cái chuyện tình cảm bị xuống thứ yếu, cuối cùng lại tự làm tổn thương lẫn nhau mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy gánh chịu những áp lực vô hình, song có sức sát thương rất lớn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa có điềm báo họa thị phi bủa vây bởi những lời đồn đoán vô căn cứ do kẻ tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ tranh cãi giữa đôi lứa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những lời đồn thổi thị phi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, đôi lứa cần phải lắng nghe nửa kia nhiều hơn nếu như muốn giữ gìn cái chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 72, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang chịu tác động của cát tinh là thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn đang phất lên một cách nhanh chóng như diều gặp gió. Với bạn mệnh tuổi Mão, dễ dàng giành được những cơ hội kiếm tiền rất bất ngờ, phát tài phát lộc không phải là chuyện gì quá khó khăn với bạn, nhất là đối với những ai đang thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán trong ngày hôm nay. Và đây cũng là cơ hội tốt để cho bạn tuổi Mão mở rộng về quy mô kinh doanh, cho nên với bạn tuổi Mão nên nhanh chóng để nắm bắt cơ hội này, chứ đừng có để cho mọi thứ trôi qua một cách đáng tiếc. Và nếu như bạn có kế hoạch để mở rộng về quy mô kinh doanh hay là tiến hành về đầu tư hay là ký kết hợp đồng thì bạn cũng có thể tranh thủ để thực hiện trong ngày hôm nay cũng sẽ rất thuận lợi cho bạn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp với mình. Và cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ mang lại bao nhiêu là cảm xúc với bạn tuổi Mão có thể sẽ thấy mình trở thành một người khác khi tình yêu ngập tràn trong tim nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy giành được những cơ hội kiếm tiền rất bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa vận trình tài lộc phất lên một cách nhanh chóng như diều gặp gió. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ có thể tranh thủ để tiến hành đầu tư kinh doanh hay là ký kết những hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc người kinh doanh buôn bán có được cơ hội phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 78, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan trợ lực. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay có phần được khởi sắc rực rỡ. Với bạn tuổi Thìn, bạn đang được cấp trên đánh giá cao nhờ vào năng lực và tinh thần làm việc nghiêm túc của mình. Bạn mạnh hết lòng vì công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao phó nữa rồi. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, bạn mạnh hãy mạnh dạn làm những điều mà mình mong muốn, nhất là với những kế hoạch mà bạn đang ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng với bạn tuổi Thìn, bạn cũng nên nhớ rằng là vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, chớ nên hoành hoang, kiêu ngạo không đúng lúc sẽ gặp phải những rắc rối to đến với mình nhé.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ Vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có được một ngày đào hoa rực rỡ. Các cặp đôi đang dần tính tới chuyện xa hơn nữa trong mối quan hệ tình cảm của mình. Và dù sao, tình yêu cũng đã chín mùi, cũng có thể tính tới chuyện trăm năm trước sau gì thì cũng là người một nhà nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa được đánh giá cao nhờ vào năng lực và tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, con đường công danh, sự nghiệp có phần được khởi sắc hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, hãy mạnh dạn tiến hành các kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao phó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, các cặp đôi đang dần tính tới chuyện xa hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bà tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều tin vui về chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tỵ, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền nong bởi bạn đã có thu nhập ổn định, tài lộc dồi dào. Nếu như có chuyện gì xảy ra với bản mệnh, vẫn có thể dễ dàng xoay sở. Bản mệnh tuổi Tỵ có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng cho những việc bất ngờ xảy ra trong tương lai nữa nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có họa khí vượng, điều này sẽ làm cho tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay rất dễ trở nên nóng nảy chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt, nhất là khi tranh luận với nửa kia. Với bạn tuổi Tỵ khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình và để cho chuyện bé xé ra to, đôi bên thậm chí còn có những lời nói không phù hợp gây tổn thương cho người ấy nữa. Ngoài ra, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang có điềm báo, rất có thể sẽ phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe do trong ngày đang có họa vượng gây ra. Nhất là đối với những ai đang có vấn đề về tim mạch, bạn cần phải tránh sự kích động, đồng thời tập thể dục thể thao ở mức phù hợp với bản thân, điều chỉnh lại công việc cân bằng với nhịp sống hàng ngày nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, hãy có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng rủi ro về sau này. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, đón nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc được hanh thông, rộng mở. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, khó kiểm soát về cảm xúc, nói những lời tổn thương cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tâm trạng dễ trở nên nóng nảy chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đề phòng các vấn đề về sức khỏe trong ngày khi đang gặp ngày có họa vượng. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 51, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy công việc của bạn đang tiến triển rất thuận lợi do bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ. Với bạn tuổi Ngọ, mọi kế hoạch của bản mệnh thực hiện trong ngày hôm nay đều có được những bước phát triển tích cực. Chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì sẽ gặt hái được những thành quả vô cùng là xứng đáng với mình. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ, các mối quan hệ xã giao của bạn cũng phát triển có được sự hài hòa, thậm chí là bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang có những khúc mắc gì, với bạn hãy mạnh dạn xin ý kiến của người đi trước, bởi mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho bạn đưa ra cách giải quyết sao cho phù hợp, đúng đắn nhất nữa.
Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, thực hiện được mọi công việc theo đúng như kế hoạch mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, công việc phát triển một cách thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, mạnh dạn trao đổi ý kiến với những người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có được những bước tiến triển quan trọng trong sự nghiệp của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 67, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo gặp phải tiểu nhân phá hoại vận trình của mình trong ngày hôm nay. Và kẻ xấu bụng có thể sẽ bày mưu tính kế để cướp đoạt về công sức, hạ bệ, hắt gáo nước bẩn vào người bạn. Do đó, với bạn tuổi Mùi cũng cần phải hết sức cẩn trọng để tránh việc tiểu nhân lợi dụng những sơ hở mà khiến cho công việc của mình gặp nhiều trở ngại bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi ạ, với các kế hoạch về đầu tư về tài chính, tốt nhất là với bạn không nên tiến hành trong ngày hôm nay để hạn chế những xui xẻo, rủi ro do hung thần gây ra. Bạn tuổi Mùi nên chuyển sang một ngày khác thay vì khăng khăng thực hiện trong ngày hôm nay sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ. May mắn là với bạn đang có được người nhà luôn ủng hộ mọi quyết định của mình ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy tâm sự những chuyện khiến cho mình cảm thấy khó chịu với người nhà. Chắc chắn bạn mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều và nhận được những lời khuyên giá trị, hữu ích cho mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, kẻ xấu bụng có thể sẽ bày mưu tính kế để cướp đoạt về công sức của bạn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, dễ gặp phải các vấn đề về tiểu nhân do hung tinh rình rập. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên lùi chọn thời điểm khác để tiến hành các kế hoạch về đầu tư tài chính sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải cẩn trọng hơn để tránh việc tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, may mắn luôn có được người nhà ủng hộ mọi chuyện, mọi quyết định của bạn ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 61, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thân vốn là người có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng, và ngày hôm nay dưới sự tác động tích cực của ngũ hành nhị hợp, điều này sẽ giúp cho công việc của bạn càng ngày càng tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều và dễ dàng hơn, giúp cho bạn tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nữa. Với bạn tuổi Thân, bạn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn. Thậm chí là sẽ có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội này để làm tổn hại tới bạn nữa. Và nếu như bạn tuổi Thân gặp phải những chuyện này, với bạn cũng không nên quá thất vọng mà hãy coi đó như là bài học cho mình nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Điều này làm cho bạn dễ bị khắc khẩu với nửa kia của mình do ý kiến đôi bên có một vài mâu thuẫn chưa được tháo gỡ. Và khi cả hai người đều trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là nên tạm dừng cuộc nói chuyện lại và chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn để chia sẻ nhé.
Về câu quiz cho bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không nên suy nghĩ quá bi quan. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại cho vận trình của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 60, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ giúp khai thông vận trình tình duyên của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, dù đi đến đâu cũng có được mọi người hoan nghênh chào đón một cách nồng nhiệt, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Chắc chắn sẽ nhận được nhiều tín hiệu từ những đối tượng xung quanh và bạn có thể sẽ từ từ tiếp xúc, tìm hiểu và lựa chọn cho mình người phù hợp nhất có thể bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì tình cảm của cả hai bạn đang được gia đình ủng hộ nhiệt tình, vợ chồng đồng lòng, gia trạch hài hòa, êm ấm. Hạnh phúc hiện tại của bạn tuy đơn giản nhưng là điều bao người mơ ước, cho nên với bạn tuổi Dậu cũng cần phải cố gắng để giữ gìn hạnh phúc mà mình đang có. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, với bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho nên bạn cũng sẽ đạt được những bước tiến rất đáng kể, đặc biệt là đối với những người làm trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, khoa học, y học, nghiên cứu, dịch vụ. Bạn mệnh được nhận được sự tin tưởng của rất nhiều người trong ngành nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, đi tới đâu cũng được hoan nghênh chào đón. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cát khí khơi thông, vận trình tình duyên, đào hoa được khoe sắc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, vợ chồng đồng lòng, gia trạch có được sự hài hòa, êm ấm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tình cảm lứa đôi được gia đình hai bên ủng hộ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đạt được những bước tiến rất đáng kể trong sự nghiệp, công việc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 65, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan che chở. Điều này sẽ giúp cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp khá nhiều may mắn, khá thuận lợi và có nhiều sự đột phá. Bạn mệnh tuổi Tuất không nề hà những khó khăn mà sẵn sàng làm những việc tưởng chừng như là không thể, chinh phục được những đỉnh cao mới và giành lấy cho mình những thành công mà ai nấy đều phải nể phục và ngưỡng mộ. Có thể nói, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, bạn đang tỏa rõ lợi thế của mình trong công việc. Với bạn đã cống hiến hết mình, có trách nhiệm với công việc. Thế nên, với bạn, việc được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm đâu phải là chuyện gì quá khó hiểu với bạn nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, chẳng những công việc của bạn được suôn sẻ mà cái chuyện tình cảm của bạn cũng rất thuận buồm xuôi gió, nhờ bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Đối với những ai đang còn độc thân sẽ nhận được vận đào hoa nở rộ, nhiều người để ý theo đuổi. Thế nhưng với bạn tuổi Tuất cũng chớ có nên vội vàng mà chọn lựa ai đó chỉ vì sự cô đơn, vẫn cần phải có thời gian để cho cả hai tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa bạn tuổi Tuất nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, không nề hà những khó khăn, sẵn sàng chinh phục được những đỉnh cao mới. Tử vi tuổi Bính Tuất
thuộc mệnh thổ, vận trình công việc khá thuận lợi, có nhiều sự đột phá. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm là điều hiển nhiên. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim biết cách tỏa rõ lợi thế của bản thân mình trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm được thuận buồm xuôi gió, đào hoa nở rộ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 79, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay dễ gặp phải những trục trặc về con đường tình duyên. Ngày này các cặp đôi có thể sẽ hiểu lầm nhau, sinh ra sự nghi kỵ, tranh cãi lẫn nhau, tình cảm cũng vì thế mà phôi phai, những vết rạn nứt ngày càng lớn dần hơn. Vợ chồng đã ở bên nhau lâu năm nhưng vẫn có thể sẽ chẳng hiểu được đối phương đang nghĩ gì, có thể là vì chuyện con cái mà nảy sinh những mâu thuẫn. Vì vậy, hai người nên ngồi lại với nhau và bàn luận để tìm ra cách giải quyết thì sẽ tốt hơn là tranh cãi rồi chẳng đi đến đâu mà tuổi Hợi nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho vận trình của bạn sẽ gặp phải họa do hung thần ngáng trở, khiến cho vận trình tài lộc của bạn có sự sa sút nghiêm trọng. Tiền bạc bị tiêu hao mà không giải quyết được triệt để vấn đề. Bản mệnh cần phải kiên nhẫn hơn, tránh sự liều lĩnh, đưa ra những quyết định bốc đồng mà không xem xét cho kỹ càng các thông tin bên lề, khiến cho tiền nong cứ thế đội nón ra đi bạn tuổi Hợi nhé. Vài câu quýt cho bà tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, các cặp đôi sinh nghi kỵ, hiểu lầm, tình cảm phai phôi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, con đường tình duyên gặp nhiều trục trặc, tranh cãi li min. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bị hung thần ngáng trở, khiến cho vận trình tài lộc có sự sa sút nghiêm trọng. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi vì chuyện con cái, nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cần phải kiên nhẫn, tránh liều lĩnh mà đưa ra quyết định bốc đồng về tài chính ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.